căn villa, mình đang ở trên tầng tầng 3 của tháp Bạt. Căn villa trên tự public event đấy. Đó. Thế thì anh chị cảm thấy thế nào? Đây. Đây. Đấy. Đây. Tàu bãi cháy kìa. Bên tòa cao tầng Diamond này. Thấy chưa? Đấy, tòa Diamond này. Xa xa kia là cái tòa trung cư. Nếu thực sự anh chị quan tâm dự án này thì hãy inbox cho mình nhé, mình rất tuyệt vời. Đặc biệt là căn hộ hay là villa sát biển thì view biển thì không phải bằng, nhưng bây giờ bây giờ đây là biển thị đồi view biển rất hiếm, thực sự là rất hiếm. Ở đây có tổng quỹ là có 26 căn biệt thự không, nên là không nhiều đâu. Cho mình cả, cái cân nặng.